chào tất cả mọi người chào mọi người đã quay trở lại với mình thì mình là lê duy rất man rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh livestream của mình ở trên youtube welcome back to my livestream yeah dạ cả nhà chúng ta là phải gặp lại nhau sớm hơn dự kiến cỡ khoảng tám uh, 9 tiếng ha uh. mặc dù tôi biết là có một số anh chị em vẫn chưa kịp coi cái livestream cũ nhưng mà chúng ta phải có một cái livestream mới ngay vào lúc này thôi <laughs> mình thì cũng chưa có phục hồi hẳn sức khỏe để có đủ uh, nội lực nhưng mà không sao, vẫn sẽ uh, on time đây với anh em. Yeah. Ok và bây giờ tôi đang thử sức xem là thị trường nó sẽ như thế nào khi mà tôi đang nó đang đỏ sẵn rồi. Nhá, yeah. và tôi đang đứng ở đây nè. Ơ. Oh, hôm qua chúng ta có vẽ cái này với nhau thì sao nó chạy uh, dính thế nhờ. Hôm qua lỡ lỡ vẽ anh em, hôm qua chúng ta lỡ vẽ cái đường này và bây giờ nó chạy thả y chang. Bây giờ nó dày xuống đây xong cái nó kéo lên cái làm cái rộp xuống nữa là À, tôi không biết đâu nha anh em đừng 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 nói gì tôi hết tôi không làm gì cả ở đây tôi không làm gì cả nha mọi người ok rồi ha <laughs> à, quay trở lại với chúng ta thì à, à, tôi tôi biết là tôi sẽ cần ở đây với mọi người à, vào những cái thời điểm nó sẽ khá là nhạy cảm và nó quan trọng như thế này ha à, rồi một câu hỏi lần nữa à, đã có u chưa đã có u chưa cái đã u Are you ready? tại vì có chừng nó mà đập thủng qua một cái u nó lại lên tới tới nóc nữa rồi gây khó khăn cho chúng ta nha cực kỳ khó khăn luôn rồi à, hết u ừ hết u ngồi im hết u ngồi im nha có u lên phím 1, ừ có u lên phím 1 hết u rồi thì ngồi im không làm gì cả cứ ngồi đó thôi à, đi làm bình thường khi nào có u tính tiếp hết u thôi cứ ngồi đó chứ làm sao bây giờ u đắt quá anh ơi không dám mua bao nhiêu rồi nha bảy chưa? Do u ready. xin lỗi, xin lỗi. Do u ready là gì ta? Do u ready. Thì tôi hỏi ý là tôi hỏi là u của bạn đã sẵn sàng chưa thì tôi nói sao ta? Ờ. Uh, do u ready đúng rồi. Làm khó tôi hoài. 26 3 đi ngục. <laughs> Sắp có lương địa ngục còn 10% hy vọng cuối cùng. Ok hỏi vậy đúng rồi mà còn cứ chọc ghẹo tôi hoài do u đi đúng rồi còn gì nữa yeah Tại chiến thứ ba sẽ ra anh à, rồi ok cái đó thì không à, trả lời được đâu các anh chị nha không trả lời được tới chiến thứ ba đâu tôi đâu có phải bắn tên lửa hạ tiễn hay cái gì nữa đâu tôi không biết đâu rồi à, bây giờ thì mình lên đây mình nói chuyện tâm sự với mọi người một số cái quan trọng và những thời điểm này thì bắt đầu tôi thấy nó khá là nhạy cảm liên quan đến chiến sự và mọi người cũng thấy nha À, chúng ta nói với nhau rất nhiều về những cái lần trước tại vì trong cái thời điểm mà thị trường nó crash cái tin tức nó tệ lắm tôi sợ mọi người bây giờ là nếu mọi người đang có quá nhiều group ví dụ như là Zalo, Telegram, này, rồi tùm lum tà la rồi và cái bộ lọc của mọi người mình gọi là cái nền bên trong mọi người cái bộ lõi lọc của mọi người nó yếu quá thì sáng nay mọi người rung lắc dữ lắm thiệt Sáng này mọi người sẽ cực kỳ là rung lắc luôn nha. Ethereum, Ethereum giảm thì chạm vào cái hilt của tụi vay margin đánh Ethereum rồi. Và anh em nhớ cái vụ của thằng bố già bên uh, con Curve Finance không ta? Uh, thằng thằng Lâm cơm bị thanh lý tài sản á, nó cái trò mà tự tạo game xong tự chơi lấy súng đưa xuống chân mình luôn, bây giờ mà chuẩn bị giá nó rớt xuống quá, không thằng nào bơm tiền cứu nữa là coi như là tự lấy súng bắn vô chân mình luôn nha, là tự mất tiền luôn. Mà anh em nhớ không? Mình có phân tích case thằng đó rồi Tiền của nó ngày xưa là rất nhiều ấy Ừ Tiền của nó ngày xưa là rất nhiều luôn mà nó tự động nó cứ làm vòng 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 Nó tạo mấy cái con game trên cái nền tảng của nó Xong rồi nó cứ xoay vòng 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 xong rồi nó tự lấy súng bắn chân nó luôn Cuối cùng nó là người cầm mấy cái đó nhiều nhất là chịu luôn Ừ Xong rồi giờ nó đi vay mượn tùm lum tà la tiền để mà đắp vô giữ cái đó Bây giờ con nó mà nó rớt giá Bitcoin Thử cắm xuống cái 51, mấy này kia làm cái kịch, cái lệnh nó đi luôn á. Rồi, và quay trở lại. Thứ nhất là vào tin tức và thời điểm hiện tại tôi muốn nói với mọi người. Anh Lai chưa đánh lừa AI đúng không? <laughs> ừ, coi như vậy đi. À, thứ nhất tôi muốn nói với mọi người là vào thời điểm hiện tại. Cái cách mọi người đọc tin tức nó phải cẩn thận nha. Và nếu như mọi người thấy trong người của mình tự nhiên nó phát sinh ra những cái suy nghĩ nó không giống mình lúc trước nữa cách đây vài ngày cách đây cả tuần trước cách đây cả tháng trước thì mọi người phải làm ơn dừng lại ngay cái việc đó và tự động viết ra những cái câu hỏi nó có liên quan đến cái chuyện suy nghĩ của mình mình cái này mình nói nghiêm túc cái này mình nói nghiêm túc nha chúng ta phải đưa chúng ta về một cái vị trí mà trước khi chúng ta bắt đầu với những cái cú cross cú đum này ừ để bạn phải thật sự giữ mình gọi là tỉnh táo á Tại vì tin tức bạn đọc mà bạn đọc nhiều quá nó sẽ gây nhiễu và bắt đầu nó làm cho bạn bị hoang mang và mất đi sự tỉnh táo cần thiết vào những thời điểm quan trọng nha. Lưu ý và chắc chắn rồi, ngay vào thời điểm này, ngay lúc này thì dạt cho đến ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa, bạn sẽ chỉ đọc được tin gì à? Tôi lên đây tôi nói nói trước. Tôi lên tôi nói trước đừng để cảm xúc chi phối. Dạp tôi lên tôi nói trước. Dạp bạn chỉ đọc được tin xấu, tin force, tin chiến tranh, tình hình leo trang căng thẳng, tất cả các cái đều mọi thứ nó sẽ bủa vây bạn đều là mấy cái thứ đó ha. Cho nên bạn thấy nha, nó phải làm như vậy vì sao à? Vì nó muốn thị trường thay đổi chiều mà, thì phải cần cái gì đó đủ lớn. Bạn thấy tại vì sao? Càng ngày tin tức force nó phải càng mạnh lên, nó phải strong lên. Mình nói rồi. Bây giờ nè, tôi mời đặt câu hỏi nè. Bây giờ nếu nó dùng một cái USDT bị mất bạc mọi người có sợ không? Chính xác, đọc báo chí thường sẽ gây cho mọi người cái tiêu cực nhiều hơn chính xác rồi. Họ đưa những cái đó thứ nhất là view nó cao, thứ hai là chính xác những thứ tiêu cực mà bạn đọc 10 trang nó như vậy hết, xong bạn lên 10 cái diễn đàn thì nó cũng như vậy hết ha. Và tôi vẫn nói lại một lần nữa đọc tin tức là để có kiến thức nhưng bây giờ phải có kiến thức trước thì mới đi đọc tin tức cái cuộc đời chúng ta ta đã ngược lại rồi tôi nói từ hồi ở nhà cũ cù cu bên kia kìa tôi chui trong cái chuồng cũ ngày xưa đó tôi đã nói cái chuyện đó rồi và đến giờ này thì càng ngày nó càng tôi nói đó cái tin tức nó càng ngày nó càng hỗn mang thế giới chúng ta nó xuất hiện nhiều cái nền tảng platform cung cấp tin tức mà bây giờ nó rác nhiều quá và tôi hẳn là ví dụ như là bây giờ là tiktok nha nó quá là kinh dị đi nó khiến cho mọi thứ nó trở nên hỗn loạn hơn và các cái nền tảng sọt rồi tôi chưa tính tính những cái chuyện mà gọi là livestream bán hàng trên các cái nền tảng đó là mấy chục tỷ rồi nọ ảo ma canada không à toàn là ảo ma canada bún bò bún riêu đồ không à chó nào mà lời mấy chục tỷ tôi cùi á nha nó điêu với các cái gian hàng đi với các cái thằng kia rồi cuối cùng cái tiền net profit hoa hồng nó tới cái người bán hàng nó không còn là bao nhiêu cả mà đang tạo lên trào lưu đi bán hàng livestream trên các cái nền tảng platform đó xong mà tạo cho người ta ôi má ơi chỉ cần lên nói láo một tí xíu rồi điêu với các gian hàng bùa phép các kiểu để mà mà bán hàng như vậy anh em thấy không mấy chục tỷ bó tay ờ à, rồi ok yeah rồi và hàng của mọi người đầu tiên ở đây thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị một cái chuyện là cái u rồi bây giờ hàng của mọi người sẽ đặt những cái vùng giá limit dùm mình để tránh gây cảm xúc mà nó touching nhá atom hiểu đâu atom đây chả phải là lần sập đầu tiên bị sập cảm thấy bình thường <laughs> yeah. anh một tắt chạc tôi 3 ba được không nhìn cái này em thốn quá à ok rồi cho ba cõi này dạ yeah. <laughs> rồi Ok nha, 24 giờ bán được 73 tỷ xong ờ Nghe thốn à. Ừ, nhiều cái tôi nghe rất là vô duyên, vô lý Và câu chuyện đằng sau nó thì làm gì có cửa đó ha Ừ, chẳng ai mà chả biết Nhưng mà cái tuổi trẻ, tuổi nhỏ bây giờ Nó nhìn như vậy, nó bị sao? Nó bị FOMO, mà y chang thị trường crypto Ông nào vào đây tí xong bây giờ không biết là có thắng hay không Cứ kiểu mẹ mượn xe, mua xe, mướn xe Các kiểu bốt che, rồi đăng hình lên thế này thế kia Là bắt đầu mấy nhỏ nó bu vào bu như là kiến bu vậy đó ừ mà có ai biết được anh em hại tụi nó không cho tụi nó kiến thức nó lao ra đây nó chết bà nó hết nó đốt tiền cha mẹ nó nó đốt luôn kia rồi nó mất niềm tin mấy nhỏ nó chưa hiểu gì hết đè nó dẫn dụ nó vô đầu tư kêu đầu tư kiếm tiền dễ lắm nha trời đất ơi căng thẳng bãi nồi đó rồi anh em thấy không giá mê rồi tiktok cũng vậy mấy đứa trẻ sinh năm 2000, 2005 lên làm video tóc mình đã kiếm tiền triệu đô như thế nào mày nghe muốn đập vô dép mặt ném dép nhét vô mồm xoáy cái mỏ lại thì bởi vì sao bởi vì dễ kiếm quá mà kiếm tiền nhà cái thì nó mới chính xác rõ ràng là như thế mà <laughs> anh một hồi nãy có thấy anh chụp hình liquidation map không ở đâu gửi lại lên trên nhóm cho anh coi cái Ừ. Giờ nó không chịu học hành mà suốt ngày toàn muốn đi livestream bán hàng thành KOC rồi kia nổi tiếng rồi này nọ nó cứ nghĩ là những cuộc đời màu hồng. Anh em phải nói nè, câu chuyện này mình muốn chia sẻ với anh em nha, chắc anh em cũng sẽ biết được một cái góc nhìn. Tôi nói thiệt, nghe không à? Nghe chuyện thật không? Nghe chuyện bị hai đời xin của những cái KOL và KOC này không à? Rồi Nghe ha Rồi Ok thứ nhất tôi nói với các bạn Nó dưới cú lệnh 61.9 Rồi ok Thứ nhất anh chị em nào mà một cái thị trường mà anh em có thể đi kiểm chứng nha Tôi nói cái case study nào mọi người có thể đi kiểm chứng chứ mà công thì Tôi nói mấy cái case khác mà mọi người không kiểm chứng được Thứ nhất ở đây Từ từ nha Tân Nguyễn Shopee em vừa block 3 ngày kéo danh số về không hết luôn đúng buồn bị lóc à ồ sao vậy? À? sao bị lóc anh duy trước cũng bán hàng online như... có bạn mình làm hết rồi mình chỉ chưa đi đứng đường thôi nha chứ làm hết rồi chỉ trừ những cái nghề mà đứng đường đó bạn chứ lại buông lậu đồ là tôi không làm thôi nha thì còn lại tôi làm hết rồi nha lên cục điện lên nóc nhà đồ 12 giờ trưa nắng về tôi leo lên sửa mấy cái chạm 4 g của viettel thì tôi cũng làm rồi Ờ, bưng cà phê cũng làm rồi Ngày rửa 200 ly cà phê thì cũng làm rồi Bóc giác thì cũng làm rồi ha? Ngày bóc khoảng uh, 4 tấn thôi Một thùng thì có 50kg Giác 4 tấn thì đi về Kiểu vậy Gì cũng làm hết đâu bạn Nên là thoải mái luôn Ừ thiếu cái mấy cái nghề bộ môn kia Nó hơi căng thẳng quá tôi không làm được Nha Rồi <laughs> Ok Rồi uh, quay trở lại Tôi nói với các bạn như thế này, đầu tiên á, là cái case study các bạn hãy đi kiểm chứng à, Các bạn nếu à, có biết coi xe hơi cái gì đó, bạn đều sẽ biết cái kênh uh, xe 2 vn right? Và cái người trên kênh đó có một cái anh rất là điển trai Chắc cũng xem xem cỡ tôi à, Cũng cỡ mét 8 đó, cái phong giá này cũng cỡ mình Anh Lâm Các bạn biết đúng không ạ? À? Hùng Lâm chính xác ha Và các bạn biết cái câu chuyện đằng sau đó rồi đúng không Anh ấy ai cũng tưởng anh ấy ở siêu nhà Ai cũng tưởng anh ấy ở này kia Ai cũng nghĩ anh ấy có rất nhiều xe trong nhà nhớ không Tưởng 7 tấm chiếc rồi siêu xe Và anh ấy bay đi thế giới đánh góp Uống rượu, chụp hình sang chảnh, lung tung, lung tung, lung tung các kiểu Người ta tưởng anh ấy là sống ở high class Super high class luôn chứ không phải là high class bình thường nữa Nó một cái tầng kiểu như là ở trên rồi đó nhưng sao à? bạn nghe câu chuyện thực tế rồi cái gì? anh ấy chạy con xe bao nhiêu tiền à? và anh ấy không có bất kỳ một cái siêu nhà luôn ở trong một cái nhà bình thường luôn trong một cái hẻm ngoài Hà Nội. cực kỳ bạn sẽ biết sự thật nó đối ngược lại là hơn 97% cái bạn được thấy luôn nó giả man lắm bạn nha đấy mới bị khủng hoảng kinh tế rồi chuyện vợ chồng con cái này cũng nghe rồi đúng không Problem lầm rất nhiều và nó banh rồi ok thì những cái thứ đó nhà hùng rất bình thường nha tất cả toàn bộ xe là của công ty hết đi đánh góp công ty trả chụp hình là công ty yêu cầu sống sang chảnh uống champagne là công ty yêu cầu check in sang chảnh ở nhà hàng khách sạn là công ty yêu cầu đó là việc làm hình ảnh còn cái thực lãnh về bên trong inside của anh ấy là không có nhiều nha yeah. yeah, ờ anh nói trọ mà đấy anh em phải hình dung là một anh đi một con xe rất bình thường yeah, và sau đó rồi đó là những câu chuyện bạn có thể đi kiểm tra đối chứng bởi vì nó đã có cái phần cái người đó chia sẻ ra bên ngoài cho bạn biết và ở thực tế cái câu chuyện xung quanh đó ở rất nhiều cái chỗ khác nó cũng là như vậy thôi bạn à cho nên những người em mới ơi tỉnh lại nha chúng ta bớt sống ảo lại giùm tôi một cái đừng nhìn những cái đó rồi chúng ta chạy đua theo chúng ta sẽ được như vậy no, no 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 no, no. chúng ta coi chừng nha coi chừng coi chừng nó không phải là một cái nơi bến gọi là cái kiểu là cái đích đến nằm ở đó đâu nha nếu thật sự và đẳng cấp mà giỏi thì làm việc tạo cái flow, đầu tư, kiếm tiền, kinh doanh. Nó ra dòng tiền từ 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 như vậy nở lên nha. Rồi lên mà lên một cách bền vững. Nha 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 nha. Chứ còn đừng có mà khủng khiếp đừng có mà kiểu lao vô phong bạc rồi nghĩ là chúng ta sẽ trở thành cái này, cái kia, ABC các kiểu, đừng chạy theo chương Mỹ Lan 2.0. <laughs> yes, rồi cái gì cũng vậy, anh em đi chậm mà nó chắc còn tất cả những thứ đó nó là truyền thông cho bạn thấy tôi nói đó cuộc đời bây giờ nó chính là thông tin nó bị hỗn mang rồi nó bị xáo trộn lên và nó dẫn bạn theo cái hướng mà nó muốn cho nên là nếu mà bạn bị dẫn đi là xong luôn xong luôn mất tích luôn ha rồi ok tôi sẽ quay lại với cái chương trình chúng ta một tí xíu về bitcoin về tình hình mấy bố đang bắn lộn nhau như thế nào thì đầu tiên chắc mình sẽ nói cái vấn đề hot nhất đi nhá về tình hình căng thẳng của Israel và Iran, anh em cũng đã coi rồi, thằng kia sao à? Nôn sập quá. <laughs> rồi ok, anh em coi sao à? Nói về chiến tranh ha, chúng ta sẽ nói về chiến tranh trước đi, tình hình thị trường bây giờ anh em cũng biết rồi. On-chain mới hôm qua thì mọi người cũng đã nhìn nó đang kiểu là dễ bị tổn thương. Và bây giờ các tin tức đang phù hợp cho cái sự tổn thương này luôn rồi. ha Ok, anh em chuẩn bị u ra khỏi tìm kho báu chị Trương Mỹ Lan. Rồi. Ờ đó, đó. Nè, bây giờ này ha, cash eking nè, rồi cash flow. Bây giờ tiền mặt đúng không? Có tiền là vua, nhưng cash flow mới là đỉnh nha. Tại vì chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái gì ạ? À? Tiền là ok rồi, nhưng cái quan trọng hơn là cash flow nè, quy hoạch xong công việc kinh doanh nè, các kiểu nè, có cash flow chưa nè? dạ yeah. đấy chặn đường dài nè đó thằng nào nè ngựa hay là ngựa chạy đường dài nè chứ mua xong lần để đó là cũng giật cũng xong đúng không tiền nó đều 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 mới quan trọng đấy iran muốn israel đâu đớn hơn không phải thằng kia nó phản pháo nha anh em nó đang quay trở lại để mà nó muốn tán tiếp mặc dù anh em cũng đọc thông tin rồi đúng không mặc dù là cả thằng mỹ nó yêu cầu thằng kia là không nên tiếp tục để tình hình diễn biến căng thẳng nữa, nhưng hồi nãy có một cái ông bên Mỹ đã phát biểu rồi. Bên phía của Mỹ, Joe Biden và ông đó thì muốn là tình hình không căng thẳng, nhưng họ nói một câu rất là hay phải đấy nha. Nhưng cái quyết định cuối cùng là phụ thuộc vào Israel và nếu như họ có làm gì đi chăng nữa thì kết quả là do họ chịu. Anh em nhớ nha. Là bắn là quất luôn á tụi nó sẵn sàng là nó, nó nó bỏ qua luôn nghĩa là nó sẽ không gánh nó luôn và nó thoải mái quấn đi à tao nói rồi nha mày 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 quấn là tao không biết đâu á tao có nói với mày trước kiểu vậy mày quấn là tao không biết đâu và tụi nó quyết định là sao à <laughs> tụi nó quyết định sao à chơi tiếp nha tụi nó chơi tiếp nó vừa hâm rồi xong đây bạn cũng thấy luôn trên cái chỗ này đây chúng ta đang ngồi đây thì vừa cập nhật một cái tin luôn quân đội Israel luôn đây đã bắt giữ một số người Palestine ở bờ Tây luôn ngay ngày 16 tháng 4 ngay ngày này luôn ngay ngày hôm nay luôn thông tấn xã Palestine nè vào giờ địa phương luôn tiến hành vô bờ Tây đó đây rồi xong luôn bắt người luôn lầy lắm nha rồi dạ yeah, yeah, bắt đầu nè, 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 nè. này nới lỏng chính sách morgan stanley việc phép cắt giảm sự trì hoãn nè được kỳ vọng sẽ giúp các ngân hàng châu á sau này nới lỏng chính sách ha à, rồi sống chết mặt bay mỹ xét rồi ok yeah ngoài gì hello cảm ơn men tụi này nhây quá và tình hình này không hề tốt tí xíu nào và nếu nó cứ diễn biến như vậy thì chắc chắn anh em cũng biết rồi cái giá dầu sẽ leo thang lên Giá man, mới hôm qua kêu là đừng đánh nữa, hôm nay kêu tao chơi với mày tới bến luôn. Và chuyện này mà diễn ra thì các thằng khác sẽ vào việc thì nó hơi căng thẳng nha anh em. Cho nên là chuẩn bị trước cho cái ngày này đi anh em cho nó gọn nha. Em chỉ sợ là nó quấn làm ảnh hưởng đến các flow em làm bên xuất nhập khẩu hay mảng nào nhờ. Em làm bên xuất nhập khẩu hay mảng nào ảnh hưởng tụi nó đã đánh lộn ảnh hưởng men. Rồi, và ở đây nè. Mình nói về hôm nay nói về kinh tế nhiều nha Tại vì uh, có một số cái cần nói Rồi uh, Chứ on chain giờ nó đang mỏng manh quá rồi nó cũng vậy thôi à Để tí xíu tôi cập nhật update ground là xong thôi uh, Đâu rồi ta Nãy mới chụp cái hình đâu rồi Của bên tờ Bloomberg Cảm giác Sport chia hai nó khó chịu quá anh hả Rồi bạn chưa hiểu cảm giác của tôi rồi, chia hai một ngày sáng mai thức dậy bọt chia 4 tiếp sáng mai thức dậy nó lại chia thành 8 ồ oh. ừ ừ ừ ừ ừ những cái tôi nói với bạn bắt đầu bạn được trải nghiệm dần mới có chia hai mà khó chịu mới có chia hai mà địa ngục thì cửa gì đòi ăn cơm với ngoài ở đây nha game chỗ này là khó mà ở ngoài kia nó kêu kiếm tiền triệu đô tôi cũng không hiểu kiếm tiền triệu đô dễ vậy sao cho ăn cơm hết cả đám tôi cũng thấy hơi khó hiểu rồi ở đây cái hình được chụp từ Bloomberg nha, báo cáo Bloomberg. Thì trong cái hình này nó nói cái giống gì? Nó nói về cái việc inflation hiện tại của chúng ta vào năm 2024 này. Nó có một cái đặc điểm rất là giống cái năm 1970 và năm 1979. Rồi, và cái thời điểm này là vào giữa năm 1974 và năm 1975. Đây, hai cái năm này thì được đối chiếu với lại cái thời điểm năm 2022, năm 2023 lúc đó cái đỉnh của lạm phát nó cực kỳ cao ha chúng ta cũng có một cái đỉnh lạm phát chỗ này rồi sau đó mọi thứ đều hạ nhiệt xuống chỗ này nó cũng hạ nhiệt xuống rồi nhưng người ta đang lo ngại về một cái chuyện một cái second wave một cái làn sóng thứ hai và liên quan đến inflation sẽ được xuất hiện vào trong cái thời điểm này và nó quay lại như thế này yes tường duy 30 tháng 4 năm 1975 ừ rồi Yeah, ok và chúng ta đang có phần 2024 đứng ngay chỗ này và inflation anh em đang thấy bản báo cáo bắt đầu có dấu hiệu sau à Vừa rồi thì là do spend tiền tỷ lệ lực lượng lao động gì đó nó ok cho nên nó nhỏng một tí Nhưng lần này nếu inflation mà nhỏng lên thì là do cái gì ạ à? Sự kiện chúng ta đang có một sự kiện cực kỳ quan trọng luôn là chiến tranh mới nữa ha. À, hồi đó chúng ta có chiến tranh của thằng Nga và Ukraine vào ngày mấy nhỉ? Nga và Ukraine vào ngày mấy nhờ Đây lỡ rồi ôn bài chiến tranh thì ôn luôn mấy loại sự kiện cũ cũ gần gần tí xíu nha Tôi nhớ năm 2022 thôi Không nhớ ngày mấy anh em search giùm tôi một cái Hình như khúc này nè khúc nào chỗ này nè 14 tháng 2 24 tháng 2 hả Ừ 24 tháng 2 tôi nghe nó hợp lý hơn á Tại vì 14 tháng 2 là nó là lễ tình nhân phải không Ông ghi ông chưa có bồ Ông Nguyễn Hoàng Vũ Ông đang nôn tới 14 tháng 2 quá Bộ Em em mắc có bồ lắm hả Vũ Nha 24 nha Vũ nha Rồi Ok 24 tháng 2 Mày Hay thiệt chứ 24 tháng 2 ngày 12 Tí xíu chúng ta sẽ qua coi cái chỗ đó là lạm phát ở đây, nó đang nằm ở chỗ nào chính xác hơn nha Rồi chúng ta sẽ quay vào chỗ này Rồi chúng ta sẽ kiểm tra năm 1970 được không ạ à? mắc chứ sao không anh <laughs> ok rồi chúng ta sẽ đi vào để kiểm tra cái này một tí trời đất quỷ thần mẹ ơi cái gì đây bên này sao em ơi chúng ta giống nhau luôn hả rồi xong cả làng vui vẻ luôn cả làng vui vẻ luôn à, chứng khoán ngủ không ạ à? mấy anh em chứng khoán hôm qua top 10% hay là 100 ví nhiều nhất bên chứng khoán thì lỗ vài ngàn tỷ thì phải nghe thấy ghê được chứ nghe mà thấy ôi đó ơi Ôi, rồi nó ngồi cưng chưa Rồi Nha Rồi Ok ok Ổn anh ơi ổn rồi liền à, Năm 1970 Ok năm 1974 75 đúng không Tôi sẽ kéo lại chỗ đó Rồi ok Ăn cơm của ngoại đâu có dễ đâu mà Đây Vào Ôi trời đất ơi Đây anh em ơi à, tập trung tập trung mọi người khoan mọi người dừng lại cho em xin một nút like được không ạ à? bây giờ em thấy chưa được có anh trăm like nữa thương em quá anh em uh, dừng lại cho mình nút like đi à Bình nhưng mà vẫn lên với uh, mọi người thì uh, xứng đáng cho nút like đúng không mọi người đó là chi muốn hộ em ấn nút like đâu mà crypto vẫn bơi ổn mấy ông chứng chắc up bình oxy hả à. mấy khung này mới đã mấy thị trường nó biến động cái này mới chơi mới sướng Rồi Ok ha Mình sẽ vào đây các bạn Rồi Ở chỗ này ờ uh... này các bạn Năm 1973 Là bắt đầu thị trường nó crash ha Đây ha SP500 trăm nọ mới mới coi được đủ biên Nó dài giống như vậy Chứ mấy thằng kia sao coi nổi Nhờ mấy thằng này mới ngồi coi được cái thị trường nó diễn biến như thế nào Rồi Rush xuống Rồi anh em thấy nè Cái lạm phát đây Chúng ta có cái lạm phát ha, nằm ở đây, inflation nằm ở đây. Lúc đó cái mức lãi suất nó lạ lắm. Rồi, à, tại sao chỗ này nó biến động bùi nhùi bùi nhùi thế này? Mọi người chờ tôi một tí. Tôi sẽ đọc lại cuốn detail uh, chi tiết kia. Hôm bữa tôi có tech note cái này rồi mà tôi lại không ấn save. Tôi lại ấn reload xong tôi ấn cancel. Cho à, nên nó mất hết tất cả mấy dự kiện ở chỗ này. Ở vì sao tăng lên dày 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 thì có trong cái cuốn uh... này nè. Cuốn này nó có nói, nha, mấy cái uh, về quá khứ thì uh, tại sao cho đó nó dày 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 dày, thằng nào họp với thằng nào làm gì đó thì cuốn này nó, nó, nó có nói. Tôi cũng nốt, tôi nốt được tới năm 1980 mấy đó. Nè, đọc được một khúc, một chập, gần được khoảng cỡ 200 trang, xong cái uh, nốt rồi, mà quên, quên, xóa luôn. Lú thiệt, ngu dễ sợ chỗ đó là sao giá dầu tăng thằng ngày nó họp chữ kia bữa tôi làm chi tiết lớp, tôi rất là vui luôn xong tôi tự, tự xóa luôn ngu dễ sợ rồi tôi sẽ làm lại ok anh em mà làm lại là phải đọc lại từ đầu tại vì chỗ đó đã qua rồi sao mình nhớ nổi ha nó nhiều dữ kiện lịch sử quá ok tôi sẽ nói sơ cái này một tí xíu thôi vào thời điểm này tí dân là như thế dân lên dưới này mọi người thấy chỉ số việc làm sao à nhìn nha mọi người dầu tăng nhẹ nha ok thời điểm đó dầu trời đất ơi dầu nhìn nó đã quá wow, trời quá đất rẻ Yeah Anh hay xóa quá Lạm phát tăng Thất nghiệp sao ạ à? Lên chóp luôn Ok ok Giảm nha Crash Và tiếp tục qua một chu kỳ mới Là bắt đầu vào năm 1975 Lúc này cái Inflation nó đang giảm xuống Giảm xuống giảm xuống Ok Rồi Và sao ạ à? Lãi suất sao ạ à? Đấy các bạn Lãi suất các bạn ơi. Giảm nha. Giảm xuống đây. Rồi. Nhưng mà nó tăng hổn cái này kể đi. Rồi ok bạn nhìn nè. Cái sợi dây minor tiền. Nó đạp. Ha. Ok. Chúng ta chờ thông tin chắc chắn. Để mà chúng ta có thể đầu tư. Thì chỗ vào thời điểm này đầu tư cũng không muộn. Nhưng chỗ này nè. Nó đi một vòng. Nó quay về lại ngay chỗ này luôn nó quay về lại ngay chỗ này luôn Rồi tiếp tục Năm 1978 thì bắt đầu mọi thứ nó mới ổn Vì sao là ổn nè Vì sao là ổn nè Thứ nhất bạn nhìn giùm mình cái đường lãi suất Đây đã từng lết xong đúng không Thứ hai bạn nhìn cho mình cái đường lạm phát đi ạ à. Đây nếu bạn đầu tư này nè Thời điểm này đang còn hỗn mang Tè le hộp me thông số nó rối loạn Thì đầu tư ở đây tăng lên dòng xong dòng về cho cũ luôn nhé bạn nhìn cho mình thời điểm vào chỗ này bắt đầu cái lãi suất cái lạm phát nó đều 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 đúng không ạ khoan các bạn chỗ này cần phong giùm mình nha tại vì những khúc sau là bắt đầu nó sẽ rối lên rồi chất quốc à anh em hiểu tôi nói chỗ này không có đã cái hình này trời đất ơi tôi đang giải thích cái chỗ này bằng cái nó sâu hơn tại vì cái chỗ này nó chỉ nói một cái lạm phát không mà tôi thấy nó không không đủ ha à, nó không đủ đâu và bạn, coi cái nhịp này second wave của nó lên năm 1979 Thì nó như thế nào chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này đã Rồi tới năm 1979 bạn biết ha Trời đất ơi Lãng nghiêm Tất cả mọi người đều coi la like cho vui hả Hay là mọi người đã hiểu hết và mọi người ngồi coi ủng hộ em Hello, hello Redley, anh chào em Yeah, không còn thấy ai comment cả. Không khí tự nhiên nó trầm lắng quá. Hello Nghĩa, anh chào em. Yeah. <laughs> à, đang tập trung. Rồi, ok. <laughs> à, mấy cha nội đi ôm ươn ngồi canh nữa. Ôi đất ơi. Rồi, chỗ này tập trung nha bắt đầu lại sức đi ngang thì nó vô cái chu kỳ là nó chạy tiếp nhưng anh em nhìn nè cái lượng tiền mặt trên thị trường tôi đang xài là xài tiền mặt nha USM0 đàng hoàng luôn á chứ USM2 là nó còn kinh dị nữa rồi bạn có thể nhìn cái lượng tiền ở đây vào thời điểm đó lượng tiền chỉ có 111 tỷ đô anh em nghe giả man không lượng tiền có 111 tỷ đô anh em không nghe nhầm cái tôi nói đâu thời điểm đó cái lượng tiền có USM0 nó chỉ có 111 tỷ đô thôi nhá. Rồi, tiếp tục. Và mọi thứ nó êm nè, rồi giá dầu đi ngang nè, lạm phát đi ngang nè, lãi suất tăng nhẹ nè. Rồi, bạn thấy nha. Tiền chạy nè, nó bơm tiền. Và bắt đầu câu chuyện bạn thấy không? Nó sẽ chạy kích kịch 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 Và đây là cái thời điểm năm 1979. Ngay bên cái mốc này ngay bên cái mốc năm 1979 năm 1980 nè ngay cái mốc inflation nó đã break sang cái ngưỡng cao hơn cái thằng cũ luôn nha break 111 tỷ đô chỉ gấp đôi thị trường vàng bây giờ thôi anh tám lần ừ đúng rồi đây đây chúng ta đang nhìn về quá khứ luôn á kể chuyện ngày xưa nè rất vui thú vị và bạn thấy là bây giờ nó kinh dị cỡ nào rồi ngay đây ngay đỉnh luôn à phải không các bạn ngay đỉnh luôn và lúc này khi thị trường đạt ngay đỉnh năm 1980 ở đây nè cái cột này thì bạn đã ăn full sóng 2 năm rồi ok và có một điều điều chỉnh lớn ha đây là đợt điều chỉnh lớn năm 1900 đây nè đó tháng 5 cũng là tháng 5 Sự kỳ vậy ta tháng 3 với hả này tháng 3 lộn 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 tháng 3 làm cây uy tín dữ trời tháng 3 lụm cho con cái dày xong tán lên tiếp thì khúc này anh em coi ba chỉ số thấy ghét không lạm phát, lãi suất cộng với giá dầu nó đạt ngay đỉnh luôn và vào thời điểm đó bằng một cái cách thần kỳ quỷ quái nào đó không cần biết thì ngay cái đợt crash tháng 3 này rất to nè và sau đó là thị trường lao động bị thất nghiệp và chỉ số này nó lao lên nhưng người ta ít để ý lắm và sao ạ? Market nó vẫn chạy tiếp vui vẻ nha một hai ba bốn năm sáu bảy 8 tháng tiếp theo khi thị trường lao động đã biến động rồi luôn, thất nghiệp rồi, mà nó vẫn cứ chạy, không hiểu kiểu gì luôn, vẫn chạy thêm 8 tháng nữa và đạt mốc ATH luôn, và lúc đó thì tất cả mọi chỉ số này nó đều lên trên đỉnh hết, ở quá khứ nha, vào năm 1980 như vậy, thì cái này gọi là cái second wave, rồi, đây cái màu xanh lá cây, bạn nhìn giùm tôi nè, cái màu xanh lá cây chỗ này, nó cao vải nồi, nó cao vải nồi, đây, nó ăn đứt thằng bé này cũ luôn nha nha nó ăn đứt thằng bé cũ bên cái năm mà bắt đầu cái lạm phát của nó nè đây lạm phát đây sorry mọi người lạm phát sao là cây lạm phát ha nó cao hơn cái lạm phát ở chỗ cũ của nó thì bên cái hình của Plumbus họ nói á đây nè đây chúng ta đang giống cái này là của Plumbus nha mấy của tôi tôi dựa trên cái này tôi phân tích cho em thêm các cái chỉ số khác tại sao nó như vậy chứ còn Tôi thấy cái thằng inflation không nó không đủ Nha Rồi chúng ta với năm 2024 Rồi Ok và nó sẽ dự cho chúng ta là kéo game được tới bao lâu nè Đây nè Cái tôi thấy hay là bên thằng Lumpus Nó dự cho chúng ta được là game chơi được tới đây nè Nha Hồi xưa là chơi được tới này Lumpus kêu nếu bây giờ mà chỗ này mà không bắt lại mẹ nó bật luôn cho tới năm đây luôn nè kịch vậy nhưng ở đây không nói trước được chuyện gì đó chiến tranh thế giới thứ ba sao được đúng không chuyện này chỉ được phép diễn ra nếu hai thằng kia cứ nhấp qua nhấp lại rồi nói vui vẻ với nhau rồi nó khèo nhau khèo, khèo 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 gì đó chứ nếu mà nó hết vui thằng này tao tao hết muốn giỡn với mày mày làm tao cọc quá tao ném cho mày chứ nắm nó xong rồi nha thả nắm cái là rồi 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 rồi, rồi xong luôn nha thì lúc đó là vi phạm vô đạo luật an ninh thế giới các kiểu là bắt đầu các quốc gia khác nó vô việc thì kinh dị rồi. Vậy thì, thì chỗ này chúng ta như thế nào? Mình muốn mọi người coi lại chắc chắn rồi. Đây là nói về lạm phát nha. Thì chúng ta của hiện tại, chúng ta của hiện tại, đây, đây giá dầu chúng ta đây, chúng ta đang có cái thằng lạm phát tăng lên chủ yếu là đến từ cái việc này rồi, ha và lương thực cộng với này rồi bây giờ chiến tranh căng thẳng nè nó sẽ đẩy giá này lên thì thằng này sẽ có nguy cơ tăng lại nhưng mà tăng trưởng đột biến các bạn cái dòng mà đụng vô giá dầu tăng thì cái lạm phát nó sẽ tăng bị tăng hỗn chính không phải tăng nhẹ nhàng giống vậy nó không nhẹ nhàng nữa mà nó làm gì nè kịch kịch ha, nó làm rất mạnh tay kiểu này thì lúc đó là bạn thấy là mọi thứ thì bắt đầu lạm phát lên Bây giờ cái đời sống thực tế cái real inflation ở ngoài anh em thấy là nó đã nát lắm rồi đúng không? Sáng nay thêm một thông tin nữa Tesla confirm là đã sa thải bao nhiêu nhân sự nha. Ờ à, 15.000 nhân sự bên Tesla là đuổi rồi nha. Đấy, thì bắt đầu cái chỗ này nó sẽ nhỏng lên các bạn. Đây, rồi nhưng mà nếu chuyện này diễn biến căng thẳng tiếp tục xảy ra nữa Đảm bảo cho các bạn luôn Cái chỉ số màu xanh dương này nó không có cửa nằm ở dưới nữa nha Và nếu lúc nào nó bắt đầu nó lao lên rồi đó Thì ok các bạn hiểu rồi đó Tại vì lúc nào mình nói rồi cái chỉ số này Nó cũng đem tới cái sự khốc liệt ở trên thị trường hết Khốc liệt kinh dị hơn cái mọi người được được thấy á Tại vì chỉ số này nó chỉ phản ánh một phần ở trên báo cáo thôi cái bên ngoài thực tế là một cái thứ rất là hỗn mang kinh dị hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng được nha chính bên trung quốc bây giờ nó nát nó báo cáo gdp nhìn nghe nó mắc ói luôn á rồi và tôi quay lại cái thời điểm đó nè mọi người coi cái tiền nhá nó bơm tiền để tôi reset mấy cái này mọi người đỡ rối mọi người nhìn giùm mình cái đường miner nó bơm tiền đều luôn chính phủ mỹ nè nó bơm tiền đều đều luôn xong rồi lại hạ xuống một tí đây rồi mình lại bơm tiền lên tiếp Ê, tôi đang có hai đường trùng màu với nhau để tôi tắt cái này. Ok. Rồi, bơm tiền nha các bạn, nhìn đây. Đường xanh miner của bạn nó bơm tiền. Đều 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 Cảm ơn bạn Hoàng Hôn Melbourne nhé. Thank you bạn. So much. Rồi. Đây. Mình đang tập trung tí xíu. Dạ. Yeah nó bơm tiền rất đều rất đều bạn thấy không và hàng này giảm thì thị trường nó được phép nó chạy phải có tiền nó mới chạy được bạn rồi nhấn 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 cái gì đó rồi nó cứ tiếp tục nó chạy và nó work và tiền mà nhìn tiền nè lượng tiền bây giờ là bốn lúc này nhá và năm 1900 năm 1997 luôn lượng tiền lúc này là 475 tỷ đô thôi chúng ta vào thời điểm hiện tại bao nhiêu tỷ à Cách đây mới có năm 1997 thôi, lượng tiền trên market của SB500 Cái lúc đó cái market cap nó tiền đẩy vô trong cái thằng USM0 á Ờ, à, Mỹ nó mới mới in tiền được có 475 tỷ thôi Mà nó in đều tay luôn á nha Mà market nó lao lên cỡ này bạn nhìn nè, đó Đây nó vẫn tiếp tục in tiền tiếp 548 tỷ Còn tiền là còn chạy à Rồi, và bạn thấy là nó có bao giờ dừng lại việc in tiền này được không à yeah. không dừng được ha các bạn nha và càng ngày nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên kinh dị hơn thôi các bạn cực kỳ kinh dị rồi ở đây là vào thời điểm đỉnh điểm nha năm hai 2000 năm 2000 chúng ta có ha, cái thời điểm năm 1999 và 2000 đây đây là full combo luôn ngày 1 tháng 5 năm 2000 sau mấy cái tháng 5 này nó kinh dị quá ta là bắt đầu nó sideways trên này một nùi tháng nha đến tháng 9 là bắt đầu chính thức là nó crash rồi nó crash đổ xuống rồi đầu tiên cây đầu tiên nhá đây luôn và sau đó là nguyên một chuỗi Golo combo ở chỗ này Khi mà mọi người ít người đi lắm Người ta chỉ nói đến vấn đề kia thôi Anh em nhìn nè Lạm phát chạy cùng sợi gì à Sợi màu xanh lá cây chạy cùng sợi màu tím à Chỗ này năm 2000 Thì lại có một sự kiện đặc biệt Lúc này thị trường lao động đang bình thường nha Đang bình thường Đang rất ok Nhưng Phải để những cái không ok nè Tới đây vẫn ok Game vẫn vui Tự nhiên khúc này nó không vui nữa Sợi màu xanh lá cây chạy chung sợi màu tím là gì mọi người nhờ Cặp này nè, cái cặp này nó sẽ đi với nhau Yes Cặp này nó lạ lắm mọi người Mọi người nhìn nó chạy song hành với nhau luôn á Nó push nét căng luôn Nha yeah. Xăng với lạm phát nha, yeah. xăng dầu lạm phát Chạy nét căng đúng đều với nhau luôn Kịch 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 Và nó lên tới đây luôn Thì vào thời điểm này Cái mức mà lạm phát để mình coi coi nó bao nhiêu đây. Cái cột này 3.8 ha, lạm phát đạt 3.8, lãi suất là 6.5. Đó. Kinh dị và sau đó là bạn thấy ha crash rồi. Uh, tiếp tục lại bấm tiền, rồi uh, giá dầu lại quay trở về bình ổn. Xong uh, game lại vui. Kiểu vậy. Rồi. Amazing uh, good job. Ờ uh, và thành ra là thằng này tăng trưởng là một cái gì đó không hề tốt tí xíu nào nha không hề tốt tí xíu nào luôn Tại vì chỗ này sẽ hỗn lắm và nó chạy cùng pha với nhau và lúc đó mấy thằng này bắt đầu bất ổn nè lao lên chắc chắn rồi, bên ngoài sẽ cực kỳ kinh dị luôn nha anh em nha rồi và không biết trước được uh, chuyện ngày mai đâu những cái này như vậy thôi bây giờ mà thả nắm cái gì đó thì coi chừng tháng sau là cái gì à uh, để cứu nền kinh tế gì gì đó chỉ cần nó kéo thêm chừng vài tháng nè nó ráng thêm vài tháng nữa không thả nắm thì thôi còn nếu mà thả nắm là tới công chuyện luôn á nha là bắt đầu là mấy cái chỗ này cái này nó lao lên xong thằng này nó lao lên lao 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 lên và tới lúc mà tuyên bố mà hạ lãi suất và bơm tiền thì lúc đó là nền kinh tế nó cực kỳ nát luôn rồi nha anh em thì anh em sẽ thu hồi tất cả dòng tiền của mình lại nha thu hồi tất cả dòng tiền của mình lại nha. Và những thời điểm các anh em thấy là ok là lãi suất hạ khẩn cấp rồi gì gì đó, phát cung tiền ra, nó không phải cung tiền ra để cứu anh em liền đâu. Lưu ý nha. Cái lúc mà nó hạ xuống thì nó kèm theo cái gói hỗ trợ nhưng không phải thời điểm chúng ta đầu tư. Lưu ý lưu ý. Chỗ này bên ngoài người ta sẽ kêu là tới thời điểm rồi kìa đang cứu nền kinh tế đầu tư đúng không? Chúng ta làm ngược lại giúp mình một tí, rút tiền ngược lại ngồi ngó nha Rút tiền ngược lại ngồi ngó Khi nào mới là lúc chúng ta đưa tiền của mình ra ngoài lại à Thằng này tôi ví dụ lao lên gãy Chỗ này nha bà con Phải là chỗ này nha Yeah. Chứ đang chỗ này vừa rớt cái đầu tiên anh em lao vô anh em đầu tư là anh em DCA gãy tay luôn đó nha Cục tay cục chân luôn á Không không có cửa luôn để về bờ xong cái là người ta ít 10 đến 20 luôn rồi Nha mọi người bình tĩnh nha Và khúc này nó thao túng tâm lý thì cứ phải để coi diễn biến ra như thế nào nữa nha Cẩn thận giúp mình chỗ này và nếu như không có chuyện gì diễn ra và tụi nó kêu là cái làn sóng đây bây giờ mình sẽ quay trở lại mình nói về cái này xong rồi mình muốn quay trở lại về cái hình báo cáo của bên phía về Lumbergh nếu như cái làn sóng Second Wave Inflation nó không bắt lại như thế này vào năm 1979 thì chúng ta có năm 2027 và ở phần kia bạn thấy là từ cái chỗ này và kéo lên đến tận đây thì game vẫn chơi được đúng không à đây ở trong cái hình báo cáo này thì game vẫn chơi được tiếp bất chấp mọi sự khủng hoảng đó là cái bạn phải để ý nha Nó bị ngược ngược Lúc mà nó kêu nó cung tiền ra Nó hạ lãi suất để nó cứu thì thị trường sập Còn cái lúc mà bất ổn thì thị trường nó cứ tăng Nó rất là lạ Và chúng ta thận trọng bởi vì lần này chúng ta có là có chiến tranh Chứ không phải chúng ta giải trí chỉ là đơn thuần là những cái chuyện bình thường diễn ra nữa Mà cái năm 1975 đó cũng có gì à? ừ cũng có chiến tranh <laughs> rồi và họ in tiền anh em đọc ha họ sẽ in tiền để hỗ trợ chiến tranh và in liên tục liên tục luôn in không ngừng nghỉ luôn in tiền để hỗ trợ chiến tranh các kiểu đồ này nọ đó rồi giờ chúng ta cũng có chiến tranh rồi anh em nhìn nè chỉ số đường màu miner nó vẫn đang in tiền nha nó vẫn đang in tiền đều tay ừ đều tay luôn đây chỉ số này đã giảm xuống vào đầu in trở lại và nếu tới anh em thấy là nó vẫn đang thằng Mỹ ấy, nó đang nộp cái gì Nộp lên cái quốc hội của nó là cái gì In thêm tiền đi để tung ra các gói hỗ trợ chiến tranh cho các quốc gia đồng minh Chính là Israel và Ukraine đúng không Nhưng mà thằng kia nó đang chưa duyệt Thì tụi này nó đang push Và nếu mình in tiền hỗ trợ tiếp tục chiến tranh thì nó đang làm cái gì à nó đang làm tốt cho nó luôn á Cái việc mà in tiền ra kêu hỗ trợ cho việc chiến tranh là nó đang làm tốt cho nó luôn á anh em Thiệt, nó đang làm tốt cho nó luôn. Còn Biden kêu sẽ hỗ trợ sinh viên gì đó, tiền học gì đó. Ừ, thì những cái gói hỗ trợ đó chính xác là cái kiểu bơm tiền thẳng trực tiếp vô trong người rồi còn gì nữa. Đi học không đóng tiền, đi học được tài trợ miễn phí. Thì khác gì cầm tiền cho bạn không? Đúng không? Nha? Yeah. Yes. Sao nó trùng khớp với lời tiên đáng ghê năm 2028? Không, tôi không có nói mấy cái đó, tôi nói cái nào tới cái đó thôi. Và nếu như cái thằng này mà nó diễn biến trở lại vào năm 2027 28 đó thì anh em có nghĩ là một cái tình trạng này không ta? Ơ, ờ, thằng lãi suất này nó đi tới đây luôn nè. Đây. Mà nó dài tới đây luôn. Vì sao à? Vì sao nó không hạ được anh em? Đây nè, anh em phải trả lời một cái câu là vì sao thằng thằng này không hạ được? Vì tiền nghĩ nhiều, no vì cái này nó tăng. Vì cái sợi màu xanh lá cây này nó tăng và mục tiêu của Fed là control cái sợi màu xanh lá cây này dưới mức 2% mà bây giờ cái giá dầu nó đang hủy diệt cái việc control của thằng Fed và nó khá là điên đây. Chiến tranh này là hủy diệt toàn bộ luôn. Nha, đang control tốt, chiến tranh tới, thằng này tăng lên thì cửa gì thằng này giữ lại được? mà Fed lúc nào nó cũng vậy, mục tiêu của tụi tao là giữ lạm phát dưới mức 2%, rồi sau đó tụi tao mới tính đến cái chuyện là có hạ cái sợi dây màu cam này đi xuống hay không. Mày, bây giờ tao không, bây giờ tao đang kiểm soát chỗ này tụi mày vô tụi mày phá game tụi mày chiến tranh với nhau tụi mày rảnh quá mà không biết làm gì. Tụi mày đè nó tụi mày bắn. Ừ. Rồi xong cái kiểu. Đây. Ờ xong luôn, mấy này nó phá game nha. Rồi, thành ra là Atom của Hiếu thì nó chui lại mẻ vô cái hộp rồi đúng không Hiếu chuẩn bị nhỏ nó vừa chuẩn bị ra nó chui bài vô cái hộp rồi đấy phá game mà chưa gì nổi thị trường đang rồi đây là thị trường stop bự nha cái cây nến tháng nè đây stop to bự đây biến động ha. việt nam chúng ta hôm qua là kinh dị rồi đúng không ờ à, bây giờ tiếp tục chuyện hết sức bình thường đã là game nó bị phá là chuyện hết sức bình thường nó diễn ra và là nhà đầu tư thì bạn phải hiểu được cái chuyện này nó gần như là những cái rủi ro mặc định của market đấy và đó chính là lý do vì sao tôi kêu bạn là nếu mà tiền đầu tư của bạn nó không nhàn rỗi và bạn không còn dòng tiền khác để đi xây nữa thì thôi bạn dừng ở phía trước đi. Và tôi tôi hay nói hơi cứng cứng tí xíu không có chửi nha, nói hơi cứng tí xíu ở những cái video trước khi còn đang còn 73k tôi kêu nếu mà không phù hợp thì bạn nên dừng lại và tôi kêu dừng kịp á. Tôi kêu là dừng lại đi bạn, bạn trả lời câu hỏi đó không được với tôi là tiền này có phải nhàn rỗi không? và có để được 2 năm không rồi bạn có tiền nó mua nữa không hay là mới giảm có 5 phần trăm 10 phần trăm bạn kêu nó địa ngục quá rồi thì nọ thì chúng ta nên dừng lại ngay từ lúc ban đầu đi anh không chửi mà anh block <laughs> sao vô duyên quá à có đâu có đâu anh em anh em nói sao vậy tôi có làm gì ai đâu thiệt mà block và mấy thằng hay chửi tôi tôi block thôi chứ có đâu còn 40% USDT anh ơi thì đúng rồi ý là tôi nói hôm bữa mấy anh chị em mới vào hăng quá và chưa trả lời xong mấy cái câu hỏi đó mà cứ lao vô hỏi múc con gì anh ơi đấy thì bây giờ còn hôm nay nè anh em nhìn thấy không livestream thì cũng lâu rồi một tiếng đồng hồ mà không ai hỏi múc con gì hết anh ơi tuyệt vời không quá tuyệt vời bây giờ sao sợ mẹ hết rồi teo hết rồi không còn múc con gì được cả anh ơi bây giờ mình mình phải làm sao nhỉ mình mình có nên mua u không anh nữa kìa Yeah, u cao quá Giờ mình có nên mua u không anh? Kiểu vậy Nó ngược rồi anh em thấy không? Anh em để ý những cái chuyện phản ứng như thị trường đó. nó rất nhanh nha Nó mới hôm bữa luôn Ở trời ơi con này ngon quá, con kia ngon Mày tới lúc bé nó xuống Mày hôm bữa giờ tự nhiên chiến tranh quá Mày kêu tao mua Sao mua làm gì mày điên à Mày điên à Thằng này mày điên rồi à. mày không kêu tao mua vàng đi Vàng đang tăng giá tài sản lưu trữ các kiểu mẹ tự nhiên mày đi mua coi coi nó giảm thế này mà đi mua làm cái gì nó bị như vậy mọi người à và nó thành một cái vòng xoáy nó cứ xoáy tới xoáy lui như vậy họ cứ bị lùa tới lùa lui vô trong cái bình nó va đập vậy đó ừ giống atom của hiếu vậy đó nó chưa chịu bung ra ngoài được nha đến khi họ ngộ ra là họ phải ra ngoài cái sos sau đó họ tỉnh thức là họ dòng về cái bu rồi họ mới đầu tư được đúng không anh em nó mới vô chu kỳ burin được <laughs> thì cái tâm lý mọi người nó cũng vậy đó họ cứ vai đập trong cái hộp đủ lâu nha ăn tán đủ nhiều thì đến khi nào mà nó thoát ra được cái chỗ đó thì họ mới khác được còn không thì thôi chịu á nha vòng vòng lẫn quẩn như đó thôi nói về Jerry MTF đi anh hả thì bình thường mà bây giờ anh em nhìn nè bây giờ có tin tốt thì mọi người có thấy cản được cái này không nhé rồi và nói lại với nhau nhớ nha ở kịch bản về bitcoin hay về gì đó thì đêm qua nói với nhau rất rõ rồi và xử lý về vấn đề liên quan đến tâm lý rồi cho nên là mọi người không có sợ nữa nha Còn ông nào sợ thôi chịu á tôi đã nói hết nước hết cái như vậy rồi mà ông vẫn sợ nữa thì rõ ràng là cái thị trường này nó không phù hợp với ông luôn rồi cho nên là ông có thể dừng lại việc này đi dừng lại luôn nha dừng hẳn hoàn toàn luôn á mình chuyển sang những bộ môn chẳng hạn như là thiền nè uh hay là đi làm gì đó mà cho ông thoải mái chứ còn tôi thấy là nó sẽ không phù hợp nữa rồi bởi vì đầu tư mà tôi đã nói hết nước hết cái đầy đủ mọi thứ mà ông vẫn thấy sợ có nghĩa là chúng ta đã khóc cứ như là không không hợp á không hợp đừng cố nha ừ à, đừng cố hát bài nghe nơi phòng này lâu đi <laughs> hello man yeah cho ra đìa chuyển sang bộ môn đánh <laughs> yeah Cùng lắm thì mất hết như anh Duy nói thôi Không phải mất hết tiền trong này thôi chứ khùng tự nhiên đưa hết nhà cửa đi mất cho nội Cứ nghĩa là cùng lắm thì nó trả về trạng thái ban đầu lúc tiền đầu tư thôi chứ có gì đâu Đúng không? Chứ thì sao? Thì để đó luôn Năm hai năm Nhưng vấn đề là mấy ông phải có dòng tiền Ông phải có kinh doanh được Thì ví dụ như là Mấy ông đã có backup lên chưa Là bây giờ Thị trường nó không làm gì cả Nó giống như thế này Rồi nó quần thảo chiến tranh chiến đồ tới À, lạm phát tăng lên nhưng mà mấy ông vẫn phải sống được một năm hai năm nữa để cho nó qua mấy cơn này mọi người lưu ý nè khoan rồi đúng rồi bây giờ nè sự kiện chiến tranh của thằng nga với cả ở đâu nha đây 2022 tháng mấy nhờ 24 tháng 2 à, tôi nhớ là vì do cái ông kia ông kêu là 14 tháng 2 đó ông thích valentine quá ông mắc lấy bồ quá đâu đi xem bờ đây 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 cái cây này nè Đây Cái cây này nè mọi người Rồi cái cây này nó có tuyệt vời không mà nguyên combo luôn nè Đấy Dầu với gạo cái lộ quên Xăng với uh, lạm phát Kéo Mát cây Sao à Crash Bitcoin chúng ta chỗ này sao mọi người nhờ Crash nè rồi sau đó chiến tranh vẫn tồn tại và nó hạ nhiệt sao mọi người thấy sao à? Mọi người đi nè. Đây là cái sự kiện đúng không? Và đây là cái hành vi nó diễn ra mà kịch nó rá xuống. Rồi chắc chắn là người ta đã bán hết. Và chiến tranh nó vẫn đang tiếp tục diễn ra vào đến tận thời điểm này chúng ta đang ngồi coi đây thì chiến tranh giữa Nga và Ukraine nó vẫn đang diễn ra luôn. Nhưng mọi người thấy là tự nhiên sao sẽ... mấy cái này nó quay đầu lại ta? Mấy cái thông số này nó quay đầu lại ta? Yeah. Và nếu mọi người kêu là nếu mà có chiến tranh người tao đắt đầu tư nữa Thì có phải mọi người đã xong luôn rồi mọi người bỏ qua skip qua luôn nguyên cái cục này không Ok ta Kiểu kiểu vậy mọi người phải để ý là Ủa Sao tụi nãy làm Nó làm cho nó hợp lý á Nó tăng đến một đoạn mà tự nhiên có sự kiện giống như mọi người thấy á Nó cần Bitcoin giảm xuống một phát ở 60 ngàn Tự nhiên kia phóng tên lửa nó, 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 nó vui ha giống như là tụi nó mua mua mấy anh kia luôn nó nhờ mấy anh kia phóng tên lửa giùm tao một cái đi tao 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 chi viện tiền cho mày đi xíu này để chi cho mày mấy trăm triệu này phóng tao một cái đi tao giết mấy này cái vô đây nó kiếm mấy anh kia mấy tỷ bạc cho thằng kia một cái kiểu bạn tụi nó sẽ tìm những cái sự kiện rất phù hợp ở trên thị trường mà đa phần anh em thấy thị trường nó giảm xong anh em sẽ đi tìm tin tức để hợp thức hóa cái suy nghĩ của mình là à do hôm nay nó như vậy cho nên nó điều chỉnh Mọi quên mất là tụi nó control tất cả hàng hóa và giá cả thị trường Đến những cái đoạn nào mà tụi nó quay trở lại được gom hàng đủ nhiều như thế này nè Xong Tự nhiên nó sẽ điều phối mấy cái thằng lạm phát hay giá dầu giảm xuống Mọi người coi nè Ủa Sao chiến tranh vẫn đang tồn tại mà mấy cái này nó giảm xuống vậy ta Rồi Ủa Alo Thì nó vậy đó mọi người Rồi Mọi người nhìn nè Giảm đã xong Chỗ này bắt đầu Tiền sao à In tiếp Nó in tiếp để cho chơi tiếp mọi người tăng tiếp nè nó in tiền tiếp đây mọi người vô usm không mọi người thấy in tiền tiếp rồi các gói hỗ trợ chính phủ rồi mọi người thấy bây giờ bên trung quốc cũng đang in tiền bên uh, thái lan cũng đang in tiền thằng nào bây giờ cũng đã và đang in tiền rồi nhưng mà người ta không có truyền thông rộng rãi về chuyện đó cho mọi người nghe chứ đang bơm nhẹ rồi đó chứ còn giờ nào mà chưa bơm chắc dân nó ngáp hết nhá rồi ok mọi người nha và giờ nào nhớ nha tới một đoạn nào đó dù như cái này nó có RAT thì tới một đoạn nào đó thôi nó cần cho lao lên đi nó cần cho mấy thằng này nó quay lại nè là mọi người phải để ý mấy tín hiệu là khi mấy thằng này tự nhiên nó đang lao lên vậy xong cái nó quay về lại ờ người chúng ta phải để ý những cái tín hiệu giống vậy bạn biết nha chứ không là bạn lỡ nhịp hết à bạn ngồi bạn ngó mà bạn không có đưa ra những cái uh, key point chính là khi nào tao sẽ quan sát mày khi tao làm gì gì, gì, gì là coi như bạn gãy luôn rồi đây là cái cái vấn đề bự trên thị trường Còn bên trong thì trường nhỏ chúng ta, ta, coi Bitcoin như thế nào Tụi nó đang gom với giá nào Ở giá tụi nó DCA trung bình với giá nào Rồi hiện tại tụi đang làm gì, cái gì Các action tụi cá nó đang là như thế nào Vậy đó thì từ cái bự Xong mình zoom vô cái nhỏ hơn của mình Xong rồi mình nhìn qua mấy con bé anh coi của mình Mà thấy giá nó về thôi Mình nhập nhẹ nhàng Mình coi như một tiền mình đầu tư gửi tiết kiệm ngân hàng các bạn nhưng mà cái chỗ gửi tiết kiệm ngân hàng này nó có khả năng tăng trưởng đột biến hơn cái con số phần trăm lãi suất bạn gửi ở những cái nơi central bank được không nha anh em thì tôi muốn anh em thay cái góc nhìn đổi cái tư duy tí xíu đảo qua một cái lại một cái giùm tôi một cái để cho chúng ta đỡ nhọc hơn thay vì tôi bỏ tháng vài triệu vô ngân hàng tôi để đó thành tiền tiết kiệm thì tôi tôi có thấy cái thị trường này đang rát mạnh quá và giá men này nó thơm tôi hiểu vì sao tôi múc con bé đó tôi để vô thì tôi cứ để vậy thôi bản chất thì coi như gửi tiết kiệm lâu năm long term thì mình cũng không có nhu cầu để mà đụng vô hay là ra vào chỉ sợ là mấy bố cầm tiền không nhàn rỗi xong rồi mượn tiền rồi vay nóng anh em xã hội các kiểu cái mấy bố đập vô đập xong ngay ngay ngày sau nó không tăng nữa ui rồi đó coi xong cái là, là xong luôn nha đó xong luôn có ai bị vậy mà nói thì có ai đang bị ví dụ như là bạn lỡ vay tiền đầu tư bạn nghĩ là thị trường nớp chen tiếp và bạn tán vô từ lúc bảy mươi hai ngàn với bảy mươi ba á xong giờ bạn đang hơi mệt mỏi với cái số tiền bạn mượn không hỏi thiệt có ai lỡ làm chuyện này không vậy cạm bảy tài chính đòn bảy tài chính nè à? trời có em em có chứ Trời đất ơi Có thẻ đen nè hai thẻ rồi đất ơi 3k còn 2k Mượn vợ Vợ chửi quá trời ừ, Mượn vợ được nha Mượn vợ được Ừ Vợ chửi mà vợ cho mượn thôi được Ok Mượn vợ tôi đồng ý Ngân hàng nhà nước Nha Rồi Bình thường chúng ta mượn ngân hàng nhà nước Còn bây giờ chúng ta sẽ mượn ngân hàng nhà cái Ừ Nhà cái thì mượn thì nó hơi chửi tí xíu, nó hơi cọc tí, nhưng mà nó cũng cho mượn. Ê, mới nói nhà cái vô luôn chứ, ghê thiệt. Yeah. Yeah. Nói, gì. nói gì đâu, anh có nói gì đâu Chưa nói gì hết, nãy giờ anh chưa nói gì hết. Ok, ok, rồi. Uh... ờ <laughs> có anh ơi mượn vợ bao giờ bây giờ về không có cơm ăn <laughs> bốn cái thẻ xây vòng dạ yeah, bốn thẻ là hơi dữ rồi nha bốn thẻ là tiền trả cho bốn thẻ này hàng tháng là cũng căng á nha thiệt bốn thẻ xây vòng là cũng căng á cầm cái bé tán liền hai tỏi thì bốn thẻ hai tỏi xây dòng trả cho phần trăm lãi suất nó cũng mệt đó nha chứ giỡn đâu tại vì uh, tán vô trên đây mà giờ đang giảm kiểu này thì coi như là gồng rồi gồng là bắt đầu kiếm tiền để xoay trả thằng kia là đầu lại mệt nha rồi có cần cập nhật anh không anh em hay là khỏi mời anh duy ly cà phê thank you bạn mới uh. vin young list nữa Young... đọc sao trời từ này là ý nghĩa là gì young list không biết đọc đúng tên bạn không nữa sorry khỏi ha tại vì nó cũng mỏng manh giống vậy thôi anh em ừ nó y chang ngày hôm qua gì đó và nó chờ đến ha vinh và nó nhây lắm nha còn ai à, coi cam thôi hả nó cam luôn nó đi chang hôm qua luôn không khác gì cả thiệt đi chang ngày hôm qua luôn cặp nhật đi anh trai hả cần luôn hả chủ nhật này anh em mình cà phê nhé anh trai là gì mong btc xuống quá mà nó cứ nhấp nhã ừ giá nó nhập hàng thì bạn cũng biết rồi giá thanh lý của tụi nó thì bạn cũng biết rồi vấn đề tôi đang muốn xử lý cho các bạn là cái vấn đề liên quan đến cái tâm lý còn tôi nghĩ về mặt mà gọi là về kiến thức hay là về những cái thông tin thì tôi nghĩ các bạn đã đầy đủ rồi nha đây bạn ơi nó chỉ còn có một số lệnh nằm ở đây thôi và hiện tại chúng ta đang chỉ còn có tí xíu tiền à còn có một tí xíu tiền à Mạnh mẽ lên Đừng sợ nữa Nha Thoải mái vô Trời đất ơi coi like giờ giống như là đi cổ vũ tinh thần vậy trời Má cho nó bóng đá quá Nha Vui vẻ Sạch rồi nè Ráng clean thêm chỗ này tí xíu nữa Thì bên này nó mới hốt mấy thằng kia nè Còn có nhiêu đâu mà mấy trăm mà thoải mái vô nha giá tụi nó nhập anh em cũng biết rồi nha ừ em bơm gala từ 0,072 giờ đang âm 600 triệu bình thường ý gì 0,072 là múc ngay chỗ SOS à giá ra vừa vừa ra đúng không tôi cũng ôm gala Thank you bạn uh... Tí Hoàng Anh Di mau hết bình khỏe lại à Ok, thank you, thank you Trời đất ơi Bình thường, bình thường anh em à Ví dụ như nè Cái chuyện mà âm 600 triệu hay là âm bao nhiêu tỷ nó không quan trọng Cái quan trọng là cái phần trăm á Và anh em phải có cái keep plan để mà múc chứ À, anh em lại bị một cái chỗ là nhìn vào con số nha bây vậy khó Nhìn vào con số xong thấy nó giảm xong rồi quy ra sự mất mát rồi xong luôn bán Dạ yeah. Đúng không Nhìn vào con số Sợ quá Cái uh, quy ra cái số tiền mình đã mất Xong rồi nghĩ đến mấy cái hộp sữa cho con Nghĩ đến mấy cái tiền hộp phí cho con Sao được sao được Sai 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 Tiền đầu tư là đầu tư anh em à Và sao ạ à? Mất là chuyện đương nhiên có thể và bạn không thể nào bạn nghĩ chuyện được tiền cầm cái vòng 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 sai nha yeah. tiền sữa tiền cơm của con là đã xong rồi nằm ở chỗ khác ở dọc cái chỗ sổ tiết kiệm nó ra ngoài rồi và yeah, còn trong đây là chuyện của chúng ta nha và nếu bạn nghĩ chuyện đó ok tôi đang âm 600 mà chỗ này bây giờ không biết 600 là bao nhiêu phần à, trăm rồi âm đó xong tự nhiên cái quy đổi sang những cái tài sản khác ở ngoài ủa sao mình mất mát nhiều quá vậy thì bậy vậy nha Cho đó bạn gỡ giùm tôi cái câu chuyện hoàn toàn khác nhau đầu tư là nó phải như thế nếu bạn nhọc nhằn giữa hai chuyện đó thôi xong luôn kiểu gì bạn cũng sẽ ấn nút bán Giờ những cái lúc mà thị trường nó rát kinh hơn tí xíu nó bạn sợ bạn bán mất tích luôn. tiền mà. Rồi. Người ta bơm nhiệt áp tạo cây nấm cao 1 km, nhiệt độ 4000 độ phá hủy kinh dị. À. nghe hả? Rồi. Ok cả nhà nha, rồi không uh, hy vọng là mong muốn có sự thả nấm ở đây. Nhờ sao coi rác bây giờ mọc như nấm vậy anh yes cho nên là đó người mới thích mua coi rác giờ làm sao tôi biết được thì vì họ thích mua nhiều coi trong ví rồi thích nghe câu chuyện là lời mấy chục lần lời trăm lần mê <laughs> mua coi rác chịu quá rồi ok bùi hải nam em chưa bỏ like của anh bữa nào cảm ơn anh thank you man uh, thả nấm là có chiến tranh thế giới thứ ba chính xác rồi bây giờ mà chỉ cần một bên trong hai bên mà nó không kìm hãm được cái đầu lạnh á cái đầu lạnh là cái đầu mà có nguyên một tảng băng trên đầu anh em hay làm cái hình mà một tí xíu đó, nó gắn nguyên tảng đá cái đầu nó cái đầu mà nó không lạnh á là nó ấn nút mà nó ấn nút là xong rồi là mấy thằng kia làm gì à? ấn nút theo ấn nút theo là coi như vỡ luôn vỡ trận nha lúc đó thì thôi à, mạnh thằng nào nó nấy uh, quay quay về chế độ là thích làm gì làm luôn rồi đó. ừ thả nắm là coi như xong rồi nha làm mọi cái gì bdc về đồ đá tôi nói với các bạn tất cả cái thị trường về đồ đá luôn nha bán cháo cá hết Bán cháo cá hết luôn, thằng nào cũng bán cháo cá hết á. Ừ. Con ông có cha, ông có nội, ông có ngoại vậy nó thảy nắm là bán cháo cá hết cái cái nồi cái nào còn đâu mà. Thiệt. Bán lo chạy thấy mẹ luôn chứ thằng nào còn cầm làm cái gì nữa. Cái gì đây? Nhật tảo computer nga dội bom F A B năm pháo nhiệt áp T0S1A hủy diệt Novo Mikala gì đây trời đất ơi có không không thấy người anh em rồi không thấy nha ở chỗ này hiện tại đầu tiên là bạn thấy cái chỉ số dxy uh, là nó đang tăng lên rất là cao nha sáng nay là nó đang muốn lao lên rất là cao rồi cộng với cái chỉ số của giá dầu đang cũng nhõng ở mức uh, 90, 89, 90, 89 gì đó Thì chắc chắn rồi nha à, Thì uh, những cái thứ đó Nó đang tăng như vậy Thì thị trường chúng ta điều chỉnh chuyện hết sức bình thường yeah, Hết sức bình thường Và nó diễn ra hàng ngày như vậy Và rõ ràng xua sure, Đầu tư không dễ nha Gặp gình vải nồi ra Ông nào nói đầu tư dễ gì đó Thì hôm bữa giờ chắc là teo hết trơn rồi Rút chân, rút càng, rút hết lại Và tôi thấy là các quán cà phê là hết nói gì về đầu tư rồi đó và người ta cũng hết xô khoe mẻ gì em đầu tư lãi coi cái kiểu gì đấy hết rồi nha ok và lưu ý anh em một lần nữa thận trọng vào lúc này đồng ý với các bạn là bây giờ tiền cash e king nhưng mà giống như bạn kia nói người ta vẫn đang những cái cái dự án me me đồ dự án coi rác đồ nó quá nhiều và người ta kích thích các anh em bằng các dự án đó chỉ có một cách duy nhất thôi chính là lòng tham vào đây sẽ có cửa ít năm vào đây sẽ có cửa ít một trăm và bạn lưu ý nè các dự án đó cái phần s thanh khoản của tụi nó rất bé và tụi nó chưa từng list các sàn Binance hay OKX và bạn mê cái biên độ lợi nhuận đó bạn đép tiền của mình vào hơi lớn một tí bạn chính là con cá ngon nhất của nó khi bạn đi bullish tiền vào là lúc tụi nó rất poor lưu ý giúp mình khi bạn đi bullish tiền lớn vào bạn kêu là tao không cần ăn 100 tao ăn 4 lần bạn đưa 4 lần vào nhưng bạn muốn chơi lớn bạn tán như một lệnh cỡ 100k thì bạn chính là con cá lớn nhất mà nó câu xong luôn tạm biệt bạn và rất poor xin chào anh em người tốt đã đến và uh, xin uh, gửi anh lại những đồng lời này lời cảm ơn lời tạm biệt và lời xin lỗi tụi em đi đây nhớ nha đấy nhớ giùm mình chỗ này và bớt tham lại làm cái gì đó nó chậm thôi nó từ từ nhưng mà đúng là ừ để tiền tôi biết là nó tăng chậm nhưng mà tôi biết là ừ thế nào rồi từ từ cũng sẽ được ăn kiểu vậy nó chậm nhưng mà nó chắc cũng được bạn Đừng có tham mấy cái con số ít quá Nha Cái mà cứ dê với đầu bạn mình lơi Ít chưa nhiều vào làm gì bạn Thiệt Ít chưa nhiều vào làm cái gì Căng thẳng lắm Rồi vào ra coi liên tục hoài mấy cái kèo đó nó cực khổ Cực lắm bạn Cái nào mà trên nó cứng cáp một tí xíu Ừ nó cứng cứng một tí chờ nó mềm quá nó dễ xỉu lắm anh em bây giờ mình có nên mở công ty du lịch không anh duy hả anh em nào là bên mảng này thế giờ nên mở vậy cho mình bạn này xin cái lời khuyên kìa tôi không có rành bên mảng công ty du lịch cho tôi không biết cho bạn cái lời khuyên được không trời đất ơi có ông đang làm du lịch nè kêu là không nhá bạn mở công ty du lịch bên israel đi hả hợp lý nha bên đó bây giờ là du lịch coi ba phóng tên lửa nè du lịch coi phóng những cái con mà máy bay không người lái nè rồi uh, du lịch ngắm xe tăng nè, rồi uh, du lịch mình coi uh, những người lính đóng quân diễn tập nè, rồi uh, lính thải dù nè, rồi uh, coi uh, biên giới đồ này nọ đó, cái kiểu vậy bài... ừ, du lịch quân đội nha, chúng ta làm cái kiểu gọi là du lịch uh, gọi là coi thả nấm đồ đó, là nó bắn liên tục, liên tục, tối rồi coi nó mở còi, nó hú đồ, ừ, mấy con rô nó bay đồ đó, ừ, mấy bay không người lái, có bom đấy, ừ, đấy, vui, nha, du lịch ngắm pháo hoa, nhưng mà pháo hoa này lạ lắm. Ừ, trải nghiệm coi bom thả mìn đồ đấy là trực tiếp luôn không cần coi gì hết coi trực tiếp nha rồi chở xe này nọ ngắm xe tăng đồ đó sáng rảnh có làm gì đâu mà uống cà phê xong rồi mình lên xe rồi mình chở nhau một vòng đi coi xe tăng diễn tập đồ nha đó trải nghiệm cảm giác được bảo vệ đồ ừ đó thuê lính đánh thuê đồ dạ, du lịch trải nghiệm chiến tranh <laughs> du lịch trải nghiệm chiến tranh nữa hay ta đây là một trong những ngành hàng category mà đem đến sự nổi dai gà khi chúng ta vừa nghe đến một cái tên từ khóa của lĩnh vực này ừ và tôi <laughs> cảm giác nó mong manh quá nổi dai gà anh em kiểu là đi du lịch này sẽ dễ đăng xuất khỏi trái đất quá vậy nghe nó kinh thế nhờ phim bom tấn hành động 4D cảm giác siêu thực không cần đeo mắt kiến để trải nghiệm không gian metaverse ở đây nữa chúng ta sẽ được trải nghiệm một cảm giác rất là real khi mà quả bom được ném xuống và các đất nó bay thẳng vô mặt phiêu 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 <laughs> à, ghê thì chứ khỏi đeo mất kiến luôn gì ok ok nhà cái gọi em ra ngoài có những việc cần xử lý rồi anh em ơi nãy giờ mình có nói nào có copy gì đâu thì tôi có nói gì đâu ta bảo hiểm không dám nhận kèo này nha yeah. gần 670.000 Bitcoin đang nằm ngoài biển của chị Lan kìa anh em đi kiếm dùm tôi cái đó đi Ừ 670.000 bit của chị Lan đang lưu lạc ngoài biển Việt Nam đang có trào lưu ra khơi tìm tìm kho báu tìm Bitcoin của chị Lan đầu tư kinh dị chị nay kêu ra họp gia đình anh nãy lỡ nói xấu một cái giờ kêu ra họp gia đình áp lực tối thì phải trả lời mấy câu hỏi em đẹp không em là vợ của ai các kiểu vậy lâu lâu là ngày nào cũng phải bị cha hỏi hết chồng có thương em không thương sao không nói lời yêu thương cả ngày rồi sao không nghe nói yêu vợ vậy kiểu vậy đấy em ngày nào cũng vậy hết á ờ à, ngày nào cũng vậy anh có yêu em đâu yêu mà không chuyển tiền cho em thì sao mà yêu má sao chơi nổi kiểu vậy liên tục gài câu trước câu sau là 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 trap liền mà trap mỗi ngày luôn mà thao túng tâm lý vãi nồi mẹ cứ trap hỏi câu trước câu sau là sao không chuyển tiền nha ờ, yêu mà sao đòi có tí xíu mà lại nói tới nói lui đồ mà kỳ cục không hiểu luôn mà đang đỏ đỏ vậy thì phải múc hàng mà cứ lấy tiền xong rồi múc bên kia không cho mình múc thì làm sao mà tiếp ít được tăng lên để kêu là dấu quỷ đen đồ bởi vậy nhiều cái cảnh mà nên em phải hiểu là nó khó khăn lắm nha, khó khăn, áp lực tâm lý căng thẳng. OK, rồi, <laughs> à, rồi à, cảm ơn tất cả mọi người và yeah, và chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ và tôi nghĩ là mọi người nên thoải mái nha, tại vì tin tức mọi người đọc trong những ngày tới nó tồi tệ lắm và chắc chắn nó sẽ làm những thứ này nó mới lấy lại được hàng trong ví của các bạn. À, vẫn một lần nữa kêu là chiến lược cũ kiểu cũ nha rồi à, Hy vọng là mọi người chúng ta luôn cả mình cũng sẽ vượt qua được cái khúc chỗ này và một lần nữa thì không hy vọng có cái đấm nào xuất hiện trên thị trường đâu quá ghê nha mọi người vẫn mong bình an tới trái đất rồi mọi cái nó là 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 xuống nó hạ nhiệt với nhau chứ còn bây giờ là khủng khiếp quá nhá thank you và đầu tư là không dễ dàng nhưng những thời điểm như thế này là những lúc cơ hội nó cũng xuất hiện đi kèm theo Ờ, à, Và cho nên anh em cân nhắc sử dụng đồng tiền nhàn rỗi của mình Để có thể invest vào thời điểm này Mình nghĩ là bắt đầu nó sẽ vui rồi Đấy nhá yeah. Thank you tất cả mọi người và See you on the top Ok Cảm ơn cả nhà Đừng để bị lung lay tâm lý nha bà con cô bác Chúc cả nhà một buổi trưa ngon miệng vui vẻ Một buổi chiều làm việc đầy năng lượng kiếm tiền được DCA Thank you cả nhà ok ok tạm biệt hẹn gặp lại vào những livestream uh, tiếp theo